Hello, xin chào Việt Nam quê hương đất nước thân yêu. Hôm nay mình like một cái đề tài về cái ông Đỗ Thông Minh. Thì cũng khoảng một tuần mình Facebook của mình đóng, mình rời Facebook, nhưng mà mình nhớ lại quê hương đất nước còn nhiều nan đề. Cho nên thôi mình quay trở lại Facebook để tiếp tục cái công cuộc đấu tranh của mình trên cái không gian mạng Facebook này. Thì gần đây mình cũng có tham gia trở lại cộng đồng mạng Thao Thoát. Anh chị em các bạn biết cộng đồng mạng Thao Thoát là nơi tập trung những thành phần chống cộng rất là khét tiếng ở hải ngoại, ngay cả trong nước. Họ là vào trong cái cộng đồng đó rất là sớm, nó có trước Facebook vào thập niên 2000 là nó ra đời. Thì một thời gian đó thì nó cũng làm mây làm gió ở trên cái không gian mạng, không những ở Việt Nam nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Nó dùng cái Thao Thoát là một cái hệ mà mạng xã hội nó mới thành lập trong những thập niên 2000 mới đó chị các bạn. Thì các bạn biết ông Đỗ Thông Minh này, mình đã chia sẻ ổng rất là nhiều lần. Thì hôm nay sở dĩ mình đề cập tới cái ông Đỗ Thông Minh này bởi vì ông ta đang đang xin visa vào Việt Nam. Ông ta đang chờ chờ visa để vô Việt Nam. Trên mình tham gia trên cộng đồng mạng phía Thao Thoát á, thì ở trên đó nhiều tay chống cộng rất là ô hợp. Nó xuyên tạc chống phá đất nước đủ kiểu đủ cách. Các bạn biết ông Đỗ Thông Minh này là người của trước năm 75, là một du học sinh. Ông ta được cho du học ở ở bên Nhật á. Sau khi đất nước giải phóng thì ông ta ở lại Nhật luôn. Và ông ta tham gia trong cái tụi Việt Tân trong những cái thời đầu rất là sớm. Ông ta du học học về bên bên hóa chất, chemistry. Không biết các bạn biết ông này ông học nhưng mà ông học dở dang. Nhưng mà tại vì tôi biết được cái lý lịch của ổng, ổng cũng hơi ngu một cái là ổng post cái lý lịch của ổng ở trên mạng á. Rồi tôi vô mạng tôi thấy ổng chống cộng, ổng chửi Bác Hồ, ổng xuyên tạc, ổng chống phá Việt Nam ghê lắm. Cái nỗi mà tụi chống cộng nó tôn ổng lên làm học giả, mà anh chị các bạn nghĩ đi, ổng chống, ổng dùng những cái thiết cái lập luận cháo chở của ổng để ổng được cái tụi chống cộng hải ngoại nó tung hô không á, tung đòn quả mù không à. Các bạn biết ông này khi mà ông sang Nhật cũng du học đó thì ông học cũng dở dang. Sau này thì Việt Tân Đoàn Cơ Minh thành lập, ông cũng tham gia hoạt động, nhưng mà ông thấy cái tổ chức Đoàn Cơ Minh nó không có được sáng sủa lắm, cho nên ông ta rời đảng, rời cái tụi tổ chức khủng bố và Việt Tân đấy các bạn thấy. Rồi bắt đầu ổng gia nhập vào trong các cộng đồng của người Việt ở bên Nhật, những tổ chức chống cộng, xong rồi ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ. Thì các bạn biết ổng cũng có một chút kiến thức hiểu biết về tiếng Nhật giỏi, thì ổng bắt đầu ổng dùng những cái kiến thức đó ổng đi xuyên tạc chống phá Việt Nam. Ổng chống ghê gớm lắm. Cái thời của ổng các bạn biết ổng chống ở trên Thao Thoát là tôn ổng giống như là một cái thánh nhân vậy. Tới nỗi mà nó đưa ổng lên tới học giả, gọi là học giả Đỗ Thông Minh. Tới nỗi mà tụi chống cộng hải ngoại bên Mỹ cũng vậy, nó tôn sùng ổng. Mà ổng đâu có bằng cấp về học giả gì đâu. Khi mà tôi xem lý lịch cho ổng á thì tôi mới hên hỏi ổng: "Ủa anh đâu phải là học giả, anh đâu có học bên 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 những cái lịch sử hay gì đâu, chỉ học về hóa chất thôi mà." Bác bạn biết không, ông này ổng là tôi gọi ổng là lưu manh giả danh trí thức. Khi mà lập được bài cái tẩy của ổng rồi đó thì bắt đầu ổng chửi tục, ổng chửi ghê gớm lắm nè, ổng chửi rất là ghê gớm. Nếu mà ai mà biết được cái tẩy của ổng mà rồi hả, ổng đào mồ cuốc mã, ổng chửi rất là ghê. Ông này năm nay cũng khoảng hàng 80 rồi, cũng muốn rơi càng rồi. Các bạn biết ở bên Nhật thì
ổng viết sách rồi mở nhà sách, cái thời kỳ mà mạng truyền thông nó chưa có mạnh như hôm nay, chỉ hồi lúc đó là chỉ Paul Tốt là mạnh nhất, trước đó thì có Yahoo 360 và sau đó là Paul Tốt. Các bạn thấy ổng viết sách, ổng xuyên tạc Việt Nam, rồi nhất là ổng xuyên tạc Bác Hồ trong cái công cuộc mà Bác ra đi tìm đường cứu nước. Các bạn biết ổng xuyên tạc ghê gớm lắm, ổng chống phá nghe mà ổng nói chuyện với những người nào mà bất mãn cơ chế hay là những người nào mà của cái tụi chống cộng đó, mà nghe ổng nói bề lắm, ổng nói về những cái xảo ngôn của ổng về cái chủ nghĩa tư bản rồi về những cái mà gọi là tự do ngôn luận nhân quyền được, cái sự xảo trá ổng thuyết trình những người nào mà không có hiểu được cái xã hội tư bản chủ nghĩa nó như thế nào dễ bị leo gọi là lôi cuốn, bị lôi cuốn lắm. Ông này ổng rất là giỏi về cái phần bên đó. Các bạn biết trên thao thoát hả, chèn hơi ổng mà đi vô một cái diễn đàn nào đó hả, là nó lên nó ca ngợi ổng ghê gớm lắm đấy. Mà lão ta chẳng học hành gì mà tụi nó đưa ổng lên tới học giả mới là ghê chứ, chỉ có cái là ổng xuyên tạc giỏi thôi. Thì các bạn thấy ổng có về Việt Nam cách đây cũng khá lâu, tại mỗi lần mà ổng đi Việt Nam ổng lên nó động kể. Ổng đi Việt Nam chủ ý của ổng là gì, ổng đi về cái vùng biên giới ở phía Bắc, ổng đi ra đó ổng chụp hình rồi ổng thu thập những cái thông tin để đàn ông đưa lên trên mạng, rồi ông xuyên tạc rồi mấy cái tụi mà chống cộng hải ngoại đó nó phỏng vấn ổng, nào là biên giới rồi ông xuyên tạc mà Việt Nam mình bán đảo bán biển rồi để mất ranh giới đồ này kia đó, chủ đích của ông đi về là thường thường là như vậy. Mười mấy năm về trước tôi biết ổng là ông có về một lần và ông đi về hướng hướng biên giới ở miền Bắc ấy, là bắt đầu ông lên bắt đầu ông xuyên tạc, ông nói là mất này mất đã thác bản dốc đồ này kia. Ê, ông này âm mưu của ông là như vậy. Thì lần này tôi nghĩ là ông về để coi coi chủ đích của ông là gì thì tôi chưa biết. Khi mà ông về ông lên mạng là ông kể, ông đi xong rồi ông kể, mà ông kể không bao giờ ông kể thật đâu, ông không dám bạn, kể một cách méo mó sự thật để làm cho những cái tụi chống cộng nó mê ổng á. Tại vì các bạn biết mỗi lần mà ổng đi thuyết trình mà tụi nó mời ổng vậy đó, nó trả tiền cho ổng, cho nên ổng đâu có dám nhìn nhận cái sự thật ở Việt Nam mà đâu. Ông Đỗ Thông Minh này ổng rất là cáo già và quỷ quyệt. Thì lúc trước tôi nói các bạn ổng cũng viết sách nhưng mà ổng bán bị ế tới nỗi mà phá sản luôn, mở cái tiệm sách ở bên Nhật á, bán đâu có được tại vì ông dùng những cái xảo ngôn xảo trá của ông để chào đem sách cho chào bán ở mấy cộng đồng Việt Nam, nó đâu có mua đâu, tại vì tụi đó nó chống cộng thì nó chống điên khùng vậy thôi, chứ hỏi bạn muốn sách về nó có thời gian đâu có đọc, mà mấy cái chuyện nhảm nhí ngay cả tụi chống cộng nó cũng biết, nó chống điên khùng vậy nữa chứ đâu có thời lúc nào mà đi mua sách của mấy tụi nó mà ngồi đó nó đọc đâu các bạn. Thành ra tôi hay được cái tin là tôi tham gia ở Thao Thoát cũng thường xuyên. Các bạn mà muốn biết mấy cái tụi chống cộng hải ngoại nó tập trung trên đó rất là đông, đại đa số là những cái phần thành phần ô hợp chèn ôi, nó chửi bới quê hương, nó xuyên tạc, nó cũng về Việt Nam nha. Các bạn biết nó vậy nó cũng về Việt Nam, nó cũng len lỏi lăn lóc về, nhưng mà tại vì nó là thuộc những thành phần của chế độ cũ, con cháu chế độ cũ rồi, cái bản tính cực đoan ô hợp của nó đâu có chấp nhận cái cơ chế hiện thời đâu các bạn. Ở hải ngoại nó lúc nào nó dùng cái lá cờ ba sọc của nó là cái quốc gia của nó mà. Tụi nó ảo tưởng và rất là điên khùng. Các bạn mà lấy cái nick bài vào trong Paul Tốt các bạn sẽ thấy ở trên đó
ngày hôm nay thì nó cũng còn tồn tại rất là nhiều các diễn đàn chống cộng, mà những cái thập niên mà 2000 các bạn biết nó rất là mạnh, những tay mà chống cộng như Sĩ Hoàng rồi mấy tay nó chết rồi, rồi các bạn biết cũng lòi rồi xong rồi cũng lừa đảo quyên góp, cái lão Đỗ Thông Minh thì cũng vậy thôi. Các bạn mà đánh học giả Đỗ Thông Minh, các bạn mà gặp ổng nói ông chỉ đi học quá chất, chứ mà ông học có 3 năm thứ ba là ông bỏ dở dang rồi, chứ ông có học về lịch sử hay gì đâu mà có cái học vị văn bằng mà gọi là học giả đâu. Là bắt đầu ông cay cú lên, ông chửi ông chửi ghê lắm kìa, ông đó mà ông chửi, mà ông chửi Bác Hồ mới ghê nữa kìa. Tôi nói nếu mà nói Bác Hồ, khi mà Bác Hồ đi tìm đường cứu nước thì tôi tin là ổng còn ở dưới cái đầu gối của ông già, tại vì ổng năm nay khoảng hàng 80 thôi, xuyên tạc ghê gớm lắm ông này, ổng xuyên tạc bài nói năng, tại vì ổng dùng những cái luận điệu của con người, những thành phần mà chống cộng lão làng á, lão liền á, những cái lớp mà trẻ trẻ rồi nhiều người trong nước rồi cũng bị ổng lôi cuốn nhiều lắm, mê lắm, chạy theo nghe ổng thuyết trình về chủ nghĩa tư bản, tam quyền phân lập rồi. Ông này là định cư ở Nhật, công dân Nhật. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái ông Đỗ Thông Minh để các bạn thấy ông đang chuẩn bị về Việt Nam đó. Chắc là mừng lắm, mỗi lần mà đi về Việt Nam được mừng lắm. Đang chờ xin visa, ông nói ông đang chờ xin visa. Các bạn biết ở trên mạng mà nhưng tôi vào mà muốn đấu đấu lý với ông đó, rất là khó nha, tại tụi nó bảo vệ ông dữ lắm các bạn. Nó không phải giống như Facebook. Các bạn vào đó, các bạn mà nói mà không có theo cái ý của tụi nó đó, mà tấn công ông Đỗ Thông Minh đó, là mấy cái thằng nó gọi là nó cầm ốp đó, là nó đứng ra nó nắm cái diễn đàn đó, nó có thể khóa mic mình, hoặc là nó có thể đá đá mình văng ra khỏi cái diễn đàn đó. Ở Paltalk cái sân chơi của nó là như vậy đó, tụi nó bảo vệ ổng ghê gớm lắm. Mà ông đó mà tôi gọi ổng là lưu manh giả danh trí thức đó. Nó con người của ổng rất là xảo trá, chỉ có những người mà người ta không hiểu, người ta không có sống ở hải ngoại, sống trong hải ngoại mà biết về những cái tổ chức chống cộng đó, họ không hiểu thì họ mới nghe mới tin ổng thôi. Khi mà người ta biết ra rồi, cái thằng cha này cũng đi chống cộng kiếm cơm thôi, gần như là cả cái cuộc đời sự nghiệp của ổng là đi chống cộng không, và chống cộng kiếm cơm mà kiếm sống. Mà các bạn thấy cái tay Đỗ Thông Minh này, thôi thì mình tạm dừng like đây. Xin chào quý bà chị các bạn trong diễn đàn nha. Mình cũng định trong mở kênh nha các bạn. Hy vọng sẽ được ủng hộ. Mình đang chuẩn bị sẽ mở kênh, mình sẽ like trên kênh của mình. Mình sẽ bắt đầu like trên kênh Lợi Minh của mình. Thôi một lần nữa mình xin chào quý bạn, xin các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.